Tôi nghĩ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, bởi tôi không rõ liệu mình còn có thể dành trọn tâm trí cho bóng đá hay không. Vì thế, tôi sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng cùng với Brazil. Đây là giấc mơ của tôi từ thời thơ ấu. Neymar chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với DAZN vào đầu tháng 10 năm nay. Đây có thể là một thông tin hết sức bất ngờ với khán giả đại chúng, khi mà Neymar vẫn luôn được coi là một trong những cái tên xuất sắc nhất của làng túc cầu suốt nhiều năm, và tầm ảnh hưởng của anh ở đội tuyển quốc gia vào lúc này vẫn còn rất lớn. Nhưng với những ai đã quan tâm và dõi theo từng bước chạy của Neymar từ lâu, thì những tuyên bố của anh cũng chẳng có gì lạ. Năm nay, Neymar đã bước qua tuổi 29. Khi ở cùng độ tuổi với anh, có không ít siêu sao đến từ xứ sở Samba đã từng đánh mất động lực thi đấu hoặc đánh rơi phong độ nghiêm trọng như Ronaldo, Ronaldinho, Robinho. Vậy đâu là nguồn cơn của hiện tượng lạ này? Từ xưa đến nay, Brazil luôn là một cường quốc và cái nôi của bóng đá nghệ thuật. Người Brazil đã chinh phục hàng loạt những danh hiệu danh giá như quả bóng vàng, Champions League, World Cup. Số danh thủ Brazil đi vào ngôi đền huyền thoại cũng nhiều đến mức không đếm xuể. Điều đặc biệt là phần lớn các chân sút Brazil đều chạm đến đỉnh cao của danh vọng ngay khi còn rất trẻ, rồi bỗng chốc tụt dốc không phanh khi vừa chạm ngưỡng 30. Độ tuổi 30 giống hệt như một điểm uống của đồ thị phong độ vậy. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, ở tuổi 30, tỷ lệ khối lượng cơ bắp trong cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu suy giảm. Đa số Brazil đều sở hữu phong cách thi đấu hoa mỹ, đặt nặng kỹ thuật, tốc độ. Họ thường đi bóng nhiều hơn những cầu thủ khác, nên cũng đối mặt với nhiều rủi ro và nguy cơ chấn thương. Tuổi thọ thi đấu cũng ngắn hơn. Khi đó, yếu tố tuổi tác sẽ khiến cho tốc độ và khả năng phục hồi cơ bắp giảm đi đáng kể, trực tiếp ảnh hưởng đến phong độ của họ. Ông Raipan Bra, một bác sĩ khoa học phục hồi chức năng cho biết, với nhiều người, Ronaldo chính là cầu thủ tài năng nhất mọi thời đại. Chẳng ai có thể phàn nàn về thái độ tập luyện thiếu nghiêm chỉnh của người ngoài hành tinh. Vì dù thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập, Ronaldo vẫn luôn nổ súng đều đặn mỗi khi ra sân. Ở tuổi 20, Ronaldo đã bỏ túi 47 bàn thắng sau chỉ 49 trận đấu cho Barcelona. Còn trong màu áo Inter, người ngoài hành tinh vẫn tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng, cho đến khi anh gặp chấn thương kinh hoàng trong trận đấu tại Coppa Italia vào tháng 4 năm 2000. Bị Lazio dẫn 2-1, Marcello Lippi đành phải tung Ronaldo vào sân nhằm xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ sau 6 phút, Ronaldo đổ gục xuống sân và thét lên đầy đổ đớn. Newton Petrone, bác sĩ thể lực của Ronaldo, khẳng định đó là chấn thương tồi tệ nhất mà ông từng được chứng kiến. Vào thời điểm đưa cậu ấy vào bệnh viện, đầu gối của cậu ấy hoàn toàn bị rách. Đầu gối của cậu ấy giống như bị phát nổ vậy. Dù tôi có đưa cho bạn xem những bức hình chụp về chấn thương của cậu ấy, thì bạn sẽ không thể nào tin vào mắt mình đâu. Newton Petrone tiết lộ với 442. Sau cuộc phẫu thuật, đầu gối của Ronaldo đã hình thành một khối u với kích thước ngang bằng với một quả bóng. Các bác sĩ đã phải dùng 3 đến 4 ống hút để hút máu và dịch ra khỏi đầu gối của anh. Một đêm nọ, Ronaldo gọi cho tôi và hỏi liệu tôi có thể tiếp tục chơi bóng được nữa hay không? Làm ơn hãy cho tôi biết. Petrone trả lời, tôi chỉ có thể hứa rằng mình sẽ sát cánh cùng với cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì đến cả những bác sĩ lành nghề nhất cũng không dám khẳng định cậu có thể hồi phục hoàn toàn. 442 đã từng gọi Ronaldo là cầu thủ 6 chân, một người có thể chạy 100m chỉ trong 10,3 giây ở trạng thái liên tục đảo chân, lắc hông. Trớ trêu thay, giới chuyên môn cũng nhận định rằng những pha đi bóng quá lắc léo của Ronaldo chính là thứ đã bào mòn cơ thể và chiếc đồ gối của anh, vì nó luôn được đặt trong tình trạng quá tải. Có thể nói, anh là một người ngoài hành tinh đúng nghĩa. Tài năng của Ronaldo đã bị kìm hãm bởi chính thể trạng của mình. Hậu chấn thương, Ronaldo vẫn là một tiền đạo đáng gờm, vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng tần suất của những pha đi bóng ảo diệu đã giảm đi. Không dừng lại ở đó, Ronaldo còn mắc phải chứng rối loạn hormone tuyến giáp, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và bị tăng cân vô độ. Kể từ ngày gia nhập Real Madrid, Ronaldo đã không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Rất nhiều cầu thủ Brazil phải lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cùng với một chế độ dinh dưỡng và rèn luyện không mấy lành mạnh, khiến tuổi thọ sự nghiệp của họ bị rút ngắn. Bác sĩ Raipan Bra chia sẻ, theo Fabio Capello, Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất mà ông từng dẫn dắt, nhưng đồng thời cũng là cái tên gây nhiều rắc rối nhất trong phòng thay đồ. Anh thường đắm chìm trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Trong thời gian tôi dẫn dắt Real Madrid, Ronaldo đã có lúc nặng đến 96kg. Tôi hỏi cậu ấy nặng bao nhiêu khi vô địch World Cup 2002, và cậu ấy nói là 84kg. Vì vậy, tôi đã yêu cầu Ronaldo
ít nhất phải đạt được 88 kg. Đáng tiếc là cô ấy đã bất hợp tác và chỉ giảm được 2 kg. Cậu ấy ra sân 3 trận và chúng tôi thua cả 3. Nhắc đến đây thì thói vô kỷ luật và lối sống phóng khoáng của các cầu thủ Brazil cũng ảnh hưởng tới những màn trình diễn trên sân của họ, không kém gì những chấn thương. Động lực thi đấu của những cầu thủ cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Ngay còn trẻ, tất cả những gì họ muốn làm là trở thành người xuất sắc nhất. Nhưng khi đã được xem là người xuất sắc nhất, nhận những khoản tiền cao nhất, họ sẽ dần xem bóng đá như một mỏ vàng, là công cụ để kiếm chác và phục vụ cho những cuộc vui bên ngoài sân cỏ không điểm dừng. Đó là chia sẻ của Matt Shaw, một nhà tâm lý học thể thao. Trong màu áo Barcelona, Ronaldinho thì khiến cho bao trái tim thổn thức với những pha xử lý đầy ngẫu hứng và điều nghệ. Bên ngoài đường biên, Ronaldinho cũng rất biết cách khiến cho các chị em phải rung động. Được trời phú cho tố chất thiên bẩm cùng nền tảng thể lực dồi dào, Ronnie gần như chẳng hề biết mệt sau những cuộc thác loạn. Có thời điểm, Ronaldinho tiết lộ anh đã quan hệ tình dục 7 lần một ngày. Thậm chí, Ronaldinho từng có màn mây mưa kéo dài 5 tiếng đồng hồ, khiến cho đối tác của anh phải phát sợ. Frank Rijkaard buộc phải bật đèn xanh cho cậu học trò quan hệ tình dục trước mỗi trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldinho còn sung sức đến mức sau khi hiệp một trận đấu khép lại, giữa lúc mà các đồng đội của anh còn thở hồng hộc, anh phải đi vào nhà vệ sinh để tự sướng. Hôm nào may mắn hơn thì Ronaldinho kéo thêm một người đẹp nào đó vào phòng thay đồ, tranh thủ 15 phút nghỉ giải lao mỗi hiệp. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Bleacher Report về lối sống của Ronaldinho khi khoác áo AC Milan như sau. Dù thắng hay thua, đá tốt hay đá tệ, không phải là mối bận tâm của Ronaldinho. Anh ấy sẽ tìm đến những bữa tiệc hoành tráng và ăn chơi thỏa thích. Daily Mail còn tiết lộ chính việc thường xuyên bỏ buổi tập ngày thứ hai do tiệc tùng vào ngày cuối tuần đã khiến ban lãnh đạo AC Milan buộc phải chia tay cầu thủ người Brazil ở mùa giải 2010-2011. Mặc dù vậy, danh tiếng của Ronaldinho thời điểm đó vẫn cực lớn và cầu thủ này đã tạo nên một trong những ba hợp đồng kỳ dị nhất trong lịch sử bóng đá. Chủ nhân của bóng vàng 2005 đã ép buộc đội bóng quê hương Flamengo đồng ý với một điều khoản đặc biệt, nếu không anh sẽ không ký hợp đồng. Điều khoản này cho phép Ronaldinho tới vũ trường 2 lần một tuần để vui vẻ với bạn bè và những người đẹp. Đây là một điều cực kỳ quá đáng, bởi ai cũng hiểu rằng thức đêm cùng với rượu chè, thuốc, tình dục là những thứ tàn phá thể lực của những vận động viên thể thao. Ấy vậy mà Flamengo vẫn gật đầu đồng ý trước yêu sách của Ronaldinho. Ở thời điểm hiện tại, Neymar cũng được biết đến như một cơ trưởng máu mặt của giới túc cầu. Có ai mà không muốn tiệc tùng cơ chứ? Tôi luôn ý thức được mình nên ăn chơi lúc nào và tập luyện lúc nào. Mọi người nghĩ về tôi chưa trưởng thành, nhưng ngược lại mới đúng. Tôi đã chơi bóng nhiều năm rồi. Nếu dành trọn thời gian tập trung vào bóng đá, bạn sẽ phát điên đấy. Tôi sẽ không bao giờ ngừng tiệc tùng, Neymar từng bộc bạch với ESPN. Một số nguồn tin cho hay, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã khó chịu ra mặt với Neymar khi anh vẫn tổ chức tiệc tùng hoành tráng giữa lúc cả đội đang chuẩn bị cho chiến dịch Champions League. Truyền thông còn đồn đoán rằng chính sự bất đồng trong thái độ tập luyện, cung cách làm việc của Thomas Tuchel và nhóm cầu thủ đứng về phía Neymar đã khiến ban lãnh đạo phải trảm tướng để chiều lòng ông vua con. Cứ như vậy, các cầu thủ Brazil đã dùng tài năng xuất chúng của mình để đổi lại những đặc quyền không mấy lành mạnh, rồi tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình. Còn tuổi 30 cũng chỉ là một cột mốc đánh dấu cho sự sụp đổ, cho sự trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ và nông nổi của họ mà thôi.